Xin chào quý vị khán giả của kênh Bình luận viên Tạ Biên Cương Plus. Nước Mỹ có nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng phong phú và đa dạng, đã góp phần kiến tạo nên một trong những cường quốc kinh tế của thế giới. Có thể nói cụm từ giấc mơ Mỹ đã bao quát lên một sự thật rằng, cho dù ước mơ của bạn điên cuồng nhất cũng có thể trở thành hiện thực tại đất nước rất đặc biệt này. Đặc biệt khi bạn đến với thành phố Los Angeles, cùng biểu tượng bất diệt mang tên Hollywood. Tuy nhiên, ở nơi cách đó hơn 200 dặm hôm nay, trận đấu với kịch bản tưởng chừng như một bộ phim ăn khách nào đó của Hollywood đã được công chiếu trên sân vận động thuộc tiểu bang Ohio, và người đạo diễn không ai khác chính là Lionel Messi. Sau chức vô địch đầu tiên trên đất Mỹ, Inter Miami lại tiếp tục chinh chiến ở một đấu trường cúp khác mang tên US Open Cup, hay tên đầy đủ là La Mahan US Open Cup. Đây chính là giải đấu lâu đời nhất của nước Mỹ khi được diễn ra lần đầu tiên vào mùa 1913-1914, tức là cách đây hơn một thế kỷ. Thời điểm bấy giờ, tên gọi chính thức của giải đấu là National Challenge Cup. Sau nhiều biến động ở thượng tầng thì đến năm 1996, giải đấu đổi tên thành US Open Cup. Nói nôm na cho dễ hiểu thì đây giống như một giải cúp quốc gia ở nước Mỹ. Ở mùa giải 2023 hiện tại, US Open Cup đã quy tụ 100 đội bóng từ khắp nơi trên mọi miền của đất nước này. Nhiệm vụ của Messi cùng với các đồng đội chính là giúp nhà đương kim vô địch League Cup trở thành đội bóng thứ 3 của bang Florida giành được danh hiệu cao quý này, để tiếp nối truyền thống của St. Petersburg Kickers và Orlando City trước đó. Đối thủ Inter Miami ngày hôm nay ở trận bán kết US Open Cup 2023 chính là đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng MLS khu vực miền Đông Cincinnati. Kể từ mùa giải năm ngoái đến hiện tại, đội bóng thuộc tiểu bang Florida chưa từng trải qua cảm giác chiến thắng trước đối thủ, với 2 thất bại và 1 lần chia điểm trong 3 lần đối đầu gần nhất. Dù không phải là một câu lạc bộ có truyền thống lâu đời tại nước Mỹ, nhưng Cincinnati luôn đóng góp cho đội tuyển quốc gia nước này nhiều tuyển thủ tài năng trong suốt những năm gần đây. Tiêu biểu chính là 2 gương mặt đáng chú ý nhất Gold Cup 2023 vừa rồi, trung phong Brandon Vazquez và trung vệ Mas Miasga. Đặc biệt hơn, đội hình xuất phát của chủ nhà hôm nay xuất hiện một người đội trưởng mang áo số 10, thi đấu ở vị trí tấn công và quốc tịch Argentina, Luciano Acosta. Dù chỉ là một tiền vệ khá vô danh khi chưa từng thi đấu ở bất kỳ cấp độ trẻ nào của xứ Tango. Tuy nhiên, trước khi trận đấu diễn ra, dòng máu Argentina đã giúp người đồng đội cũ của Wayne Rooney tại DC United có buổi trò chuyện thân mật cùng với Messi. Ngay cả nằm mơ, có lẽ cầu thủ này cũng chẳng thể nào nghĩ đến viễn cảnh được thi đấu với người tiền bối vĩ đại này trong một môi trường kém cạnh tranh như ở nước Mỹ. Ở phía bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Tata Martino có 4 sự điều chỉnh so với trận chung kết gặp Nashville hồi cuối tuần trước, nhưng bộ ba siêu Việt Alba, Busquets, Messi vẫn đương nhiên có mặt. Chiến lược gia người Argentina cũng thay đổi sơ đồ 4-3-3 quen thuộc để chuyển sang hệ thống 5-3-2 lạ lẫm. Tuy vậy, dù nhân sự ở tuyến dưới khá đông, nhưng hàng thủ lại một lần nữa khiến Inter Miami rơi vào cảnh khốn đốn khi liên tiếp mắc lỗi giúp Acosta và Vazquez lập công dẫn trước đội khách tới 2-0. Nếu không có tài năng của thủ thành Drake Callender thì có lẽ Inter Miami đã bị vỡ trận từ rất sớm. Và như thường lệ, khi cần Messi có, khi khó đã có Messi. Nói một mình Messi gánh cả đội đi đến thành công như ngày hôm nay thì chắc cũng chẳng ai có thể phản đối bất cứ điều gì. Hôm nay, nhà đương kim vô địch thế giới không trực tiếp ghi bàn nhưng đã có 2 pha kiến tạo giúp Inter Miami gỡ hòa, đồng thời thoát thua trong thời gian 90 phút chính thức và buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ để rồi sau đó là penalty. Đầu tiên là từ một tình huống đá phạt trực tiếp bên cánh trái, Messi thả quả bóng như đặt vào đầu của Leonardo Campana, và ở tư thế chống trải, tiền đạo 23 tuổi không thể bỏ qua cơ hội tốt hơn để rút ngắn tỷ số. Tuy nhiên, sau bàn thua thì đội chủ nhà Cincinnati trở lại mạnh mẽ và thi đấu lấn lướt so với Inter Miami. Đã có lúc tưởng chừng như bàn thắng đã ở rất gần, nhưng các chân sút của Cincinnati lại tỏ ra khá vô duyên trước khung thành. Khi thời gian thi đấu chính thức còn 1 phút nữa và mọi người bắt đầu nghĩ về trận thua đầu tiên của Messi trên đất Mỹ, thì cựu sao Barca lại tiếp tục lên tiếng với một pha kiến tạo xuất sắc nữa. Điểm đến lần này vẫn là cái đầu của Campana, người trước đó đã bỏ lỡ khá nhiều tình huống ngon ăn khi xử lý bằng chân. Cho những ai chưa biết về Campana thì đây là một tiền đạo từng được câu lạc bộ Wolverhampton ở ngoại hạng Anh chi ra 2 triệu euro để mang về sân vận động Molineux từ quê nhà Ecuador lúc mới chỉ 20 tuổi. Nhưng sự khắc nghiệt của môi trường bóng đá Anh đã khiến Campana bật bãi khỏi Wolverhampton chỉ sau nửa năm khoác áo. Campana được đem đi cho mượn tại 3 câu lạc bộ khác nhau trước khi chính thức ký hợp đồng với Inter Miami hồi đầu năm nay.
Ở đội tuyển quốc gia, cổ động viên cũng rất kỳ vọng vào anh chàng Leonardo Campana này để trở thành một truyền nhân tiếp theo của trung phong đẳng cấp Ener Valencia. Nhưng rồi anh vẫn mãi là một cầu thủ vô danh và cực kỳ lận đận trong sự nghiệp cho đến khi Campana hội ngộ Messi. Trong hành trình đến chức vô địch của League Cup 2023 của Inter Miami, gần như chẳng có dấu giày nào của Campana khi tuyển thủ người Ecuador chỉ đóng góp một pha kiến tạo thành bàn và hầu như ngồi dự bị cho bộ đôi Jose Martinez và Robert Taylor. Nhưng đặc biệt, pha dọn cỗ hôm đó của Campana chính là để Messi ghi bàn ấn định thắng lợi đậm 4-0 của Inter Miami trước Santos ở vòng tứ kết. Và sau hai bàn thắng được Messi kiến tạo ngày hôm nay, nhiều người đùa vui với nhau rằng vì từng khoác áo Barcelona nên cả hai luôn tìm thấy nhau trên sân. Nhưng nhận định này chẳng có gì là sai cả. Nếu như siêu sao sinh năm 1987 từng trưởng thành từ lò La Masia chứ danh của Barcelona ở Tây Ban Nha, thì Leonardo Campana cũng được đào tạo bài bản ở Học viện bóng đá trẻ của đội bóng Barcelona SC ở Ecuador. Tuy vậy, vào năm 2013, khi đội bóng chủ quản của Messi từng xảy ra mâu thuẫn với chính Barcelona SC khi nộp đơn xin đăng ký bản quyền tên gọi đầy đủ của họ FC Barcelona ở Ecuador. Tất nhiên, động thái này vấp phải sự phản đối quyết liệt của đại diện bóng đá Nam Mỹ. Số là Football Club Barcelona, hay còn được gọi là Barça xứ Catalan, ra đời năm 1899 và là một trong những đội bóng có bề dày lịch sử, truyền thống đáng nể nhất của thế giới bóng đá. Còn Barcelona Sporting Club, còn được gọi là Barcelona ở Ecuador, thì được thành lập vào năm 1925 bởi một nhóm, trong đó có nhiều thành viên thuộc cộng đồng người Tây Ban Nha ở vùng Guayaquil. Cái tên Barcelona cùng logo giống hệt được chọn vì những người sáng lập muốn nhắc đến đội bóng xứ Catalunya nguyên bản. Dù có bề dày lịch sử kém hơn gần 3 thập kỷ, tuy nhiên đội bóng của Ecuador đã đăng ký bản quyền thương hiệu trên lãnh thổ nước này từ lâu và được chính Cục Sở hữu Trí tuệ Ecuador, viết tắt là IEPI, xác nhận. Nói cách khác, khi nhắc đến thương hiệu Barcelona ở Ecuador, chủ nhân hợp pháp và duy nhất của thương hiệu này trên lãnh thổ Ecuador chỉ có duy nhất Barcelona Sporting Club, một câu chuyện chẳng có hồi kết. Trở lại với trận bán kết US Open, Messi chẳng khác nào một vị cứu thế của Inter Miami vào thời điểm hiện tại. Sau hai pha dọn cỗ thì theo thống kê, Messi đã đóng góp vào bàn thắng trong 9 trận liên tiếp cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Đáng chú ý, đây là lần thứ 10 cầu thủ này làm được điều này trong sự nghiệp, nhưng là lần đầu tiên kể từ mùa 2018-2019. Tổng cộng, nhà vô địch thế giới đã đóng góp vào 13 bàn thắng chỉ sau 8 trận cho Inter Miami, trong đó có 10 bàn và 3 kiến tạo. Tính rộng ra, Empunga đã có 10 kiến tạo trong năm 2023, 306 kiến tạo trong sự nghiệp câu lạc bộ và 359 kiến tạo trong tổng sự nghiệp ở câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Ngay sau bàn gỡ hòa này của đội khách thì đồng nghĩa trận đấu phải bước vào hiệp phụ. Tại đây, dù đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước 3-2 của Jose Martinez sau pha châm ngòi của Jordi Alba, nhưng Inter Miami đã không thể bảo vệ được thành quả khi để Cincinnati nhanh chóng đưa trận đấu về thế cân bằng với pha dứt điểm trái phá của Yuya Kubo, tiền vệ góp công lớn nhất đưa tuyển quốc gia Nhật Bản đoạt vé tham dự World Cup 2018 với vị trí đầu bảng. Kết thúc 120 phút, hai đội hòa nhau 3-3 và phải xác định tấm vé đi tiếp bằng loạt sút penalty cân não. Ở loạt đấu súng này, Messi và 4 cầu thủ khác của Inter Miami đều sút thành công, trong khi trung vệ Nick Haglund của Cincinnati không thể chiến thắng được thủ thành Drake Callender. Chung cuộc, Inter Miami thắng 5-4 để thẳng tiến vào trận chung kết thứ 2 liên tiếp với tài năng của vị thánh Messi, với đối thủ là nhà vô địch US Open 2018 Houston Dynamo. Siêu sao người Argentina đã chia sẻ trước trận đấu diễn ra trên Apple TV rằng điều quan trọng nhất hiện tại với tôi là tận hưởng bóng đá và tôi không muốn phải hối tiếc bất kỳ điều gì. Theo cựu danh thủ London Donovan thì Inter Miami là đội bóng mạnh nhất của Mỹ sau khi sở hữu Messi, còn Messi vẫn chưa có dấu hiệu muốn ngừng lại khi vẫn đang gánh cả Miami ở trên lưng nhưng đã sẵn sàng chinh phục những thử thách tiếp theo cùng với đội bóng. Quý vị nghĩ gì về những gì mà Messi đang làm được tại Inter Miami? Phải chăng nó cho thấy rằng chưa có những giới hạn nào có thể ngăn cản được Messi cả? Hãy đưa ra những ý kiến của mình trong phần bình luận, ủng hộ video ngày hôm nay bằng những lượt like, chia sẻ, ủng hộ kênh bằng việc bấm đăng ký quý vị nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.